là bờ kè Hoàng Sa của quận 3. Đây là kênh Như Lộc ngày xưa. Bây giờ cây cối và hoa và nước đã không còn hôi như ngày xưa nữa. Ok, Hoàng Sa tức là kênh Như Lộc ngày xưa của Sài Gòn đây các bạn. Một buổi chiều mát. Đây, chúng ta đang đứng trên số 1167 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình. Chúng ta sẽ tham quan cái gà nướng rất là nổi tiếng tại khu vực bờ kè này. Đây sẽ là những gà thả vườn nướng ướp rất là thơm ngon, rất là nổi tiếng trước giờ. Anh ơi, qua quán mình là bán được bao lâu rồi anh? Bán 8 tháng. 8 tháng rồi. Hồi trước mình bán ở đâu ạ? Trước bán được 7. Rồi, cảm ơn. Bột là cái ớt chuyên dùng để mà nướng gà ta thả vườn tại cái quán gà này. Ớt bột rất là đỏ và sẽ được thẩm gia vị trong một cái gà thế này và mấy cái con gà. Đây là quán mình là quán tên gà gì anh? Gà nướng ớt đỏ. Gà nướng nướng ớt đỏ. Đại á. Đại á. Đại đại. Dạ. Đại chào. Dạ dạ. Hồi trước mình nướng quận 7, mình bán quận 7, bây giờ mình dời qua đây luôn hả anh? Rất là nhiều ớt nha các bạn. Đó. Nhưng mà như vậy thì nó có cay lắm không anh? Không, vừa ăn. Rồi. Quá là nhiều ớt. Đây là cái bờ kè Nhiêu Lộc ngày xưa nè các bạn, bây giờ đã được tu bổ và xây dựng lại rất là sạch sẽ và rất là nhiều hoa và cây cỏ, không còn hôi như ngày xưa nữa. Và đây chúng ta đang ở ngay đường Trường Sa, Hoàng Sa và đường Bùi Xuân nối với nhau. Thì ở đây tại số 1167 chúng ta sẽ thưởng thức cái gà tẩm ớt tại ngày xưa bán ở quận 7 và hôm nay là bán tại địa chỉ này ở đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình. Mình bán từ mấy giờ? Mấy giờ anh? Khoảng 1 giờ tới 9 giờ tối. 1 giờ chiều tới 9 giờ tối à? 9-10 giờ tối. Dạ dạ. Một bên là mẹ đang nướng và một bên là nướng gần xong rồi các bạn. Nướng gần mà cái mùi thơm của gà với lại gia vị nó móc trên mũi chịu, không có thấu đây. Nhưng vậy mà giá chỉ có 150 ngàn một con gà thôi, với lại gia vị và cả rau nữa, có thể mang về. Là những gà tẩm ớt đã được nướng sẵn tới 90% rồi. Khi mà khách mà mua về thì quán sẽ nướng sơ lại và thật là nóng hổi để cho các bạn mang về. Rất là nhiều. Đây anh đầu bếp đang xiên những con gà vô một cái thứ vỉ inox để con gà có thể trải lòng ra và cho dễ nướng và chín đều. Đây là mình tẩm gia vị phải không anh?
cái gà được nướng cho khoảng đã dính khoảng 30-40% rồi. Đây chị đầu bếp, chị chủ của gà nướng Đại đang lấy gà để mang về cho khách. Chị đang cố tách con gà vừa nướng xong, rất là còn nóng, rất là thơm, để bỏ vào trong cái sốt để khách mang về. Dừng để mà chờ đợi quán nướng gà xong để mang về. Và phía trong là hai đầu bếp đang nướng gà và những đem những con gà mới ra để mà nướng. Khi mà nướng phần chính thì đầu bếp sẽ tẩm gia vị riêng của quán theo nhu cầu của khách. Nếu mà khách thích những con gà thả vườn này không tẩm gia vị thì đầu bếp sẽ không tẩm gia vị.
9 tới khoảng 9:45 thì bà bếp sẽ bắt đầu tẩm cái gia vị riêng của quán và cắt bỏ một mấy cái phần lợn cháy xém bởi vì lửa quán khá lớn. Trước bán ở quận 7, hôm nay bán ở bờ kè đã được 8 tháng rồi. Ngay chỗ bờ kè giáp với lại Bùi Xuân nha các bạn. Xanh với lại rau răm với lại dưa leo thôi. Đây là gia vị chấm gà rất là đơn giản, cũng rất là tuyệt vời của bánh gà đại. Em chào anh chị cho em hỏi là anh chị có hay ăn gà ở đây không ạ? Có ăn rồi, ăn mấy lần, 2-3 lần rồi. Dạ, anh chị thấy giá 150.000 ở đây thấy thế nào một con ạ? Giá vậy là hợp lý. Dạ, gà ăn cái vị nó thế nào anh ha? Ăn vừa miệng ngon và lớp da nó cũng giòn. Nhưng mà em thấy quét ớt rất là nhiều mà sao, có cay không anh? Không cay đâu. Dạ, rồi em cảm ơn anh chị nhiều ạ.